Tầng 3 là bán hàng lưu niệm dành cho du khách. Con vô là cũng có nhỏ bó thôi, bà bắt nó nhỏ nhỏ nghe thôi. Cái đó cho bác đi. Rồi con cảm ơn. Thôi con nhỏ không có bác nó rồi. Bác nói chứ ở đâu cũng có. Rồi, tiếp tục lên 4, 5, 6, 7.